cái con gì đó anh? Mù nẻn. Con này hả? Ừ, mù nẻn. Con này bùa, anh thấy lạ nè, vui em. Đặc sản à. Cái gì? Đặc sản đó. Đặc sản hả? Ừ. Em cầm không được ta. Đây đây đẹp nè. Có chỗ bán tới 5k một con đó nha. Nhiêu? 5.000 con. 5.000 con hả? Ừ, không rẻ đâu hen. Vậy đó hả? Bán ký thì nó tới à. Ê con lươn ra đó anh ơi. Ê ngồi vô, vô. Ê ngồi ngồi, đi rồi. Ê nè. Rồi. Ê ngồi. Rồi hai thằng mà chụp gì đâu á. Chụp cá gô chắc là chụp hay à. Anh có từng chụp cá gô chưa? Cá Vinh nè. Vậy? Cá Vinh nè. Có không à? Có. Cá gô mà có gì đâu, không dám chụp. Hình như có ai mới vô rồi anh ơi. Rồi trở lại với kênh Điệp, gửi lời thân thương chào đến quý khán giả đang xem ảnh nhỏ kênh của Điệp Vlog nha. Hôm nay anh em làm chủ đề đi đổ cá gì hả? Đổ cá bầy chầu hả? Đổ nò vớn nha cô chú. Rồi Điệp chuyển máy lại trước một cái. Đó, hôm nay cả mọi người nha. Hôm nay đầu tư cái xô hả? Đầu tư cái xô, Điệp sẽ lội xuống đây. Cái này bữa hổm dính con rắn gâu nè, đúng không? Hả? Ờ, bây giờ tụ sâu dữ ta. Cái này mà... Úi dồi, quá sâu rồi, rồi anh ơi. Mình máy em bữa nay... Rồi, kiểu này đây lát ướt đi trước, lát khô theo sau. Hai lát đụng nhau, thằng hồ mà gãi nè. Ê, nói cái từ ngủ nha. Quá trời luôn rồi hả? Nó ngủ nên nó chưa thức hả? Ê con lươn. Ồ ngập nước rồi. Ui nửa thảy cá trai vô. Món hàng cái đầu tiên mà nó ấy rồi cả nhà ơi. Xui quá. Nó mới ngập hồi tối hả? Vậy nè. Ngủ của tối kìa. Nó kêu à. Ngủ chưa vậy? Vậy đi em đừng ngủ dây dưa. Ồ đây nè. Vậy ra coi mà nấu cơm chưa. Con nó trời. Gì đó hả? Ba con hả? Sao lòng vậy? Ồ ba con cả nhà ơi. Ngủ chưa cái vậy? Ngủ chưa quá. Trời luôn rồi. Ba con. Ồ một đống cá bảy chầu luôn vậy đó hả? Đúng quá. Nó bỏ cái chai vô nó mới được. Nè cô chú ơi. Hết biết luôn rồi. Ba con lươn. Vậy đó. Dạ. Mà về mặn muối xả ớt. Rồi thì tiếp nha. Cái này bữa ông nó quýnh em nè anh Điệp ơi. Vậy đó hả? Cái này hồi bữa ông nó quất đi vô giò nè. Đi mà đi mép bờ bên đây. Bên này đi qua đó nó suốt nữa. Suốt nữa. Vậy. Rồi. Đúng rồi. Ôi vậy mai mốt rồi, cái mới vừa ngẫm rồi. Bây giờ ngẫm nữa rồi. Có tay. Sao rồi? Quá trời nhiều cá luôn. Nô cái này mai chịu cắm cái cây cao lên. Cao quá người ta thấy. Cao quá người ta thấy hả? Người ta thấy thì người ta mượn. Ôi cá một đống à. Luôn. Ngẫm cụ tì hết trơn rồi. Để đi, nhữ gắn đi. Rồi để nhữ gắn. Đi tiếp em rồi. Ổ ong nằm ở đây nè, bây giờ nó bị gần ngập nước hết trơn kìa. Còn có mấy con kìa. Đó. Ồ hổm mà nó để vô giò của anh nè, hôm nay nè. Bay lên anh ơi, dư quá còn ổ. Rồi tiếp em nè. Đừng chạy cái này đây chứ không dám nói một đời ta tới ba đời nó à. Bữa mình đi ngang cái bún đập này nè, cái này nè. Có ngập không? Ngập không? Không ngập, nước quá tam. Ô ngập rồi anh ơi. Còn ló. Còn ló gì mà ló. Ló miếng. Ló gì nữa mà ló. Cho qua đây coi. Có không? Có cá. Có cá. Hủng hỉnh. Cái chậu không à? Cũng được. Cái này bà cậu cho nhiêu thì mình ăn nhiêu. Gọi là gì? Của ít mà lòng nhiều hả? Muốn nữa cũng đâu có được đâu. Trời, bảy chầu hùng hỉnh. U cá bảy chầu không anh? Hả? Có cá li thia à ta? Ở đây giống một có cá bảy chầu là có cá li thia đó. Có cá li thia lòng sống không đó. Có cá li thia ở trong này nó hả? Ừ. Đâu con cá li thia là cá nào? Đây nè.
Cá này thiêu nhiều lắm á. À, anh ơi. Nè nha. Nè con. Là mắm chua là hết sảy con mà bảy luôn. Con này là cá. Ý, con này là cá này thiêu đâu anh ba? Anh bạn ba bắt này. Nè. Quá trời nhiều luôn anh ơi. Ừ, cá này thiêu nhiều lắm. Cái đuôi nó đỏ đỏ hả? Ừ. Nè cái con này nó nữa nè, con cá thiêu nè, cái nè nó đỏ đỏ nè phải không? Đó là cá sặc. Đỏ đỏ hả? Này cá bay chầu nè. Ừ, cá bay chầu anh bắt hai con phân biệt coi. Ừ. Thì có kiếm cái con mà có đuôi đỏ đỏ. Đó, cái đuôi nó tròn hơn. À. Hai con thôi. Ba cá ly thia này nó nhảy. Nè cá ly thia nè mọi người. Con này cá bay chầu, ba con này ba cá ly thia nè. Cá ly thia cái đuôi nó đỏ. Cá trống nó đỏ, còn cá cái nè. Thì anh em nào biết rồi chăm chế nha. Ừ. Đó, cá cái nó đuôi nó không đỏ mà nó khác ha. Đây con cá. Cá bay chầu, cá ly thia. Đây là con này chồng, con này vợ nè. Ừ. Rồi cái con này là con đó hay là ông ngoại bà ngoại gì đó? Con này là hàng xóm hả? Hàng xóm. Thôi đi. Hai thằng sàm sàm quá sàm. Rồi tiếp nha. Con chồng con vợ còn con hàng xóm nha. Con hàng xóm. Nói con chuyện thiệt chứ. Trời lên đường thôi. Quay cận cảnh quá, bởi vì được nhận rất nhiều cường nhiều comment của anh em, nó nói sao đẹp, sao đẹp quay cận cảnh quá. Cá gì đó tung tung kìa. Đó. Ôi, nó vô nó cắn chết. Nó cắn chết hết con rồi. Con gì cắn? Con rắn này nó cắn con rắn kia. Cái vậy? Ủa cá quá trời luôn anh ơi, mà nó bị ngập nước. Ôi ôi. Ngắn nước này nó cắn chết ngắn nước kia rồi. Ôi giời, ngắn nước này lụm ngắn nước kia luôn ha. Quá trời vậy một thùng đi. Nó không dữ lắm. Nó không dữ lắm, gắn này không có độc nghe nha. Gắn nước mà, gắn nước mà ăn. Lương nữa anh ơi. Quá trời luôn. Cắn chết lương nữa rồi. Ủa hai ba con gắn nước luôn. Hai gắn nước mà nó cắn lộn á. Nó hùng ha. Ừ. Rồi lấy cái chai ra hả? Đổ đại đi. Em. Đổ ra nó bay ra đó nghe. Chộp nó, anh chộp nó đại đi. Mình nắm cái đuôi một con lại. Ê, cái nó đó cái giò em mà, cái giò em còn xài. Bà trời luôn cái giò, ui cái chầu cái người kia kìa. Rồi để xử lý nó đi. Đây là bỏ cái bao cái lên cuộc. Vậy hả? Ừ. Trời cầm anh đè xuống, anh cầm ngang cái cá đầu đi. Đây. Chứ đừng lấy cái giò ra. Quắp à. Vậy. Quắp á. Không dữ lắm. Em. Rồi dính rồi, buông đi. Bỏ cái chai vô. Bỏ cái cá chai vô. Sao nhiều lần kinh nghiệm. Thất bại. Rồi bỏ cá chai vô. Đây, gắn nha. Wow, im không? Ừ. Đã hụt luôn. Cái còn hả? Còn gì? Ui còn cá quá trời vậy. Cá chút chưa hết. Cái con cá bị chậu quá trời luôn. Cậy. Ăn mót. Đổ lần hai. Cái này gì đổ lần hai. Tới con chuyện này chứ. Quá trời luôn rồi. Anh lấy cái chai đó ra bỏ ngoài ra ngoài cái chai nó trống này. Nó dữ quá vô nó cắn chết nãy trơn nè. Như cái tình. Con ổ xin lên. Cắn rắn nè. Ừ, hai con luôn nè. Hai con chết cắn lộn. Ừ. Nước đã coi nha. Quá im. Đó, đây ở đây còn nó nữa nè. Đó, hai con vợ hết kìa. Wow, quay rắn này nó mỡ dữ lắm. Rắn này mình trời ơi, nướng một cái nhậu rượu mặt ong ha, thứ gì luôn. Điệp quay nói chung là nó cũng nè cẳng cảnh nha nha. Anh em nào có xem clip rồi của Điệp á thì ấy cũng ở khu vực này đừng có ấy Điệp, tội Điệp của Điệp. Nói chung là cá mắm này không nhiều tiền cho á. Điệp chỉ yếu quay cho khán giả xem là hàng ngày của Điệp đi mưu sinh là như vậy đó với anh em. Mình làm vui thôi mọi người. Làm vui mà. Làm gì đam mê thôi. Mọi người đừng lấy nghe. Nó chạy có mấy con à. Nói không chuyện. Cái này là năn nỉ hết biết luôn nha. Mọi người đừng lấy nha. Rồi đi tiếp đi anh em ơi. À, giờ đi ra xong cái là nó cặn cảnh lắm mà. Làm dấu luôn đó. Làm dấu luôn đó. Nè. Có làm dấu đàng hoàng. Đó có làm dấu miếng mút luôn. Đó anh em nha. Rồi là đường. Anh em đang khổ dữ lắm. Đang khổ lắm. Bào bằng bào quyết liệt, bào từ vịnh cây mà cho xuống tới giờ dưới sông luôn á.
vậy là ngập nước nữa rồi anh ơi. À, ló cái phao câu. Ôi ló cái phao câu. Từ từ. Có đó đó nó nhảy gì tung tung anh. Hả? Thống xuống luôn. Sâu à trời. Dẹt cái mí cỏ gan cái ấy. Lấy cái chai này hồi thảy vô cái. Hả? Ôi, cái gì anh? Ây, vô mánh rồi. Ơi, con gì vậy? Con rắn trúng. Ơi, em chưa quay được cái gì hết trơn á. Con lươn luôn. Con rắn trúng gì bự dữ vậy? Con chà bá luôn. Hả? Anh dở hỏng lên mặt nước vừa với anh em gì biêu coi. Quá trời ơi. Cái chút ra. Chút đi ra đi. Bỏ cái đầu kia đi. Quá trời ơi. Vô rồi. Hả? Vô hả? Vô rồi. Rồi, cả nhà ơi. Ê, coi chừng rắn chung nó bò ra, em sợ rắn chung lắm. Sợ lắm à. Nó đâu có cắn đâu. Tuy rằng nó không có độc có vô con cua nữa kìa. Bỏ vô đi. Chút ra. Ui. Ủa, nó còn khúc trên kìa. Ui, rắn chung bự dữ ta. Nó có ăn con lươn rồi. Rắn chung nó còn ở trên nha. Hồi bắt sao? Ừ. Bắt sao đi. Để nó ra nó nhào cái ghê lắm, để nó xô xuống. Ừ. Đây, quên, buông. Cầm. Đóng luôn ông nội ơi. Quá hấp dẫn. Ui ôi. Thêm thằng này hấp dẫn hơn đó. Hấp biết luôn không nè, đã nha. Ăn con gì mà nó ú quay vậy? Ủa nó ăn rắn chung rồi, ủa nó ăn con. Trời ơi, con nó cắn con lươn kìa. Ôi ôi, nó bập kìa. Cái ghê không? Nó hung á. Hung cả nhà, bập cái con kia kìa. Ủa bự luôn nội luôn, nói chung chà bá luôn. Cái này mà xào lá cách một cái ha, rồi khỏi rủ mà vợ vậy, khỏi rủ mà vợ luôn. rủ gì út được rồi nó với nó với em vợ hả? Rủ gì út được rồi vậy là rủ gì út chứ không rủ ông và vợ hả? Không. Ôi cái này cả nhà đổ một cái nè, đã vậy nha. Nó bay vô. Nó vô đây rồi nó không bay đâu. Quá trời luôn. Cá bảy trầu, cá sạc. Cái này là nghề bà cậu gì á. Có cá trúng, nó có ca thắt. Còn cái này thì cá nè. Đó, quá trời luôn. Cá nha. Cá thia, cá bảy trầu, cá sạc. Đó, vô rồi. Rồi, thôi giờ đi tiếp nghe nha. Vô đó. Im. Lên đường. Gì vậy? Mới nói là ló phao câu bây giờ kéo nó đi lại hả? Trời, thò tay kéo phao câu lại kìa. Thì mị quá ta. Cái tiếp theo nha. Cái này hên là Sổ số. Số coi. Đây, con. Có không? Có anh Điệp ơi. Có hả? Có hàng. Vũ đi lại luôn coi. Mở cái đầu ra trước đi rồi mình nắm tay mình vũ cho nó dễ. Vô. Ở đầu đó vụt tay nó cứ tẩm làm sao vậy nè. Gắn 3-4 con luôn kìa. Bù lịch hả? Ủa sao có bông súng nó nữa kìa. Hai bù lịch, hai bông súng. Dạ. Phá ta. Nhỏ lớn nhà chưa có ăn vụ mà gắn bù lịch này. Nó không có độc nó nghe cả nha. Không độc. Lụm con cá sặc u quá trời, cá sặc cũng phù tì. Chạy hồi mình lựa sao. Im ha. 4 con hả? Hai con bông súng, hai con bù lịch. Thì Điệp cũng nhận comment của anh em á, anh em hỏi gắn này á, là Điệp là gắn di cá và gắn vô vôi, không phải nó nghe cả cả nhà. Thì con gắn bù lịch này á, thì nói với anh em á, thì cái màu nó giống nha. Cái màu nó giống. Ủa nhảy dữ anh. Cái màu nó giống nhưng mà không phải. Nó cổ nó nhỏ cũng ăn giống nó kia vậy đó. Bà con chú bác anh em ruột hay là gì đó. Cái màu thì nó giống như gắn di cá ha. Di cá vô voi nhưng mà ở đây gọi là gắn bù lịch. Còn mà ở Điệp á, thì như các vùng miền khác là gọi là gắn hổ lá.
nó giống như rắn gì cá vậy, không phải, tại nó nhỏ xíu con à. Rồi thôi đi tiếp. Rồi được, đi bộ à. Bởi bụm vậy đó, về nhà giò cẳng bị nước nào trời rồi, thôi đừng nói chứ, bị lớp bị nước rồi lớp bị lát nữa, thứ gì chịu nổi không. Về nhà gãi bằng kêu vợ nó gãi thứ rồi bụm vậy. Cái này nó không chạy hả? Gì vậy? Bên kia hả? Cái cây nó búng, cây nó búng mà tưởng đâu. Chết quá hả? Chết rồi cả nhà ơi, ốp máy cả nhà ơi. Chạy cũng chạy cũng yếu. Nó chém chìm nữa rồi. Chém chìm nữa rồi, không biết có hay không. Bữa là thấp quá trời luôn, nhiệt tình. Kéo cái cây cao lên. Cây cầm cao mà tao để thấp. Trời ơi, nó chết luôn rồi. Cái gì vậy? Nó quẻo rồi. Ôi, nó thích. Nó thích, đó, cái gì? Ôi trời, cây nó còn ló mà. Trời ơi, nho mà. Thấy không anh Thận? Ôi, cũng ngủ quên gì rồi, kêu nó dậy coi anh Đẹp. Trời ơi, nó ngủ quên rồi cả nhà ơi, nữa rồi. Má ơi. Trời ơi, nó mới ngủ mà. Cái gì? Nó mới ngủ mà, phải sáng ghé thăm được rồi. Ôi, con này coi cái nhiêu ta? Cái ký á. Ký mấy, còn nó ký mấy chắc. Ôi, hết biết rồi cả nhà ơi. Hết rồi. Vô được con lươn, sao con lươn còn sống? Nó không chìm mà sao con đó nó buồn, nó ngủ vậy. Con lươn nó còn sống, nó nè nhà. Nè. Con lươn nó còn sống mà con nó ngủ quên rồi. Con lươn chắc nó đi vô sao, nó con lươn còn sống. Đây nè, thằng này ngủ quên nè, kêu nó dậy coi. Đấy con chuyện hụ, con này một ký mấy anh ơi. Dậy ơi. Con này một ký mấy. Dữ lắm. À, bị ở đây chỗ mình nước đang lên nha mọi người, nó bị chìm. Nó bị chìm ở nhà ơi. Mình đặt cao quá thì người ta thấy, mà mình đặt thấp quá nó bị chìm. Nó cũng khổ. Tại vì đặt cao quá rồi nên dễ bị mắc á. Nói chung là mắc á nha. Mình đặt cái đít đánh lú lên. Ở gừng nó. Đây nè, mình nói mọi người nghe nè, cái này là 80k nha. Mà năm rồi mình đặt cái cá nhỏ xíu à, nhỏ hơn cái này nữa, 35k mà mắc tiêu chừng. Đừng có nói chi 80k cái bự hơn, nó dễ thấy mà nó dễ đua nữa. Mai chiều đem theo một cái chai thảy vô cho nó nổi. Chày mà chày hết chày mà. Dạ, cho nó cao tí xíu. Ôi trời, con rắn này cả nhà ơi. Con rắn này anh cầm cái cá cấy nè. Con lươn sao đó? Ủa, con lươn nó không ngủ mà con đó nó ngủ ta. Ôi. Ôi sao ấy? Ôi trời. Hết biết bự rồi cả nhà ơi. Bự nè. Con rắn đực. Hả? Rắn đực hay rắn cái? Cái đuôi đuôi. Ôi, nó mới ngủ nó còn dữ nhiễu à. Ừ. Trời ơi. Chừng nào nó cứng nó mới ấy. Này mới. Nó mới ngủ à. Ồ, gắn cùng tay. Vậy thôi, vậy ơi. Anh săn cái tay áo của em đi lên coi. Cái tay của em nhỏ nè, đây. Bằng luôn tại. À, coi nè. Hết biết rồi nha, nè. Bằng cùng tay của Đẹp đi đến đây luôn. Mọi người ơi, nó ngủ rồi nha. Ừ, hết biết gắn. Trời. Vậy em yêu. Em ơi em. Em. Vậy em ơi. Em hả hồng sao em không nói chuyện. Em ơi. Tới công chuyện về cả nhà ơi. Quá tiếc mọi người ơi. Thôi đi thăm cái rồi. Hai cái nữa là hết rồi. Thăm cái hai cái hết rồi, quay cả nhà xem thì tổng này tổng kết cái số rắn. Nhận đây rắn nhiều thiệt ở rừng mà. Quá ngon. Hồi năm rồi em đặt cái lợp ở trên này chạy được con lươn đi lớn rồi với con quạt đi lớn. Vậy nào? Sống ở trên này. Ôi. Ôi. Con rắn này bằng cái con rắn gì vậy? Vô dôi hả? Rắn người ta nuôi rất là nhiều nè. Anh đi đâu ạ? Ủa? Lóc nữa mà. Gì? Có lập cái lóc nữa. Lập cái lóc nó hả? Ở đâu? Đây nè. Ừ. Với sữa lại nè. Là cũ năm rồi. Chỉ là em đang đặt 20 cái kìa. Có cái gì không? Cái quạnh hiu vậy? Có được con ốc không? Không có gì. Ở đây đâu có ốc rồi chạy. Ừ. Mở đi, đó hả? Ừ, bự. À, cái gì anh kêu bằng cái con rắn gì? Vô dôi hả? Ở quê mình có người kêu bù quạp nha mọi người. Chầm quạp hay là bù quạp? Bù quạp hả? Cái này giống như dôi hả? Lẫm xô luôn, quên đó. Quên lẫm xô không biết luôn. Cây chỗ này đâu có gãy đâu.
cây gãy rồi. Còn sao gãy rồi chị? Mặt đó cái lợp nữa đó hả? Nó tung gãy ra rồi. Cái gì? Nó tung gãy ra rồi. Vậy đó hả? Nè. Ôi ơi, con gì ta? Cá lóc. Lóc cũ. Cá lóc hả? Ừ. Gãy, gãy gãy luôn luôn rồi nè. Lộ lỗ ra luôn rồi. Đây kìa. Tung gãy cây nó phóng luôn ha, con cá mà. Nè. Bỏ 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 đi, mình thăm một cái đi. Hên quá. Cái này nó không bị chìm. Thế nào không không. Mấy bạn mình không có ngủ không? Mà không có, nó không có ngủ là không có dính đó. Tiếp thai. Ủa cá, ê, 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 con cá gì nó nhảy trong con quá trời. Ê, quá trời. Quá trời. Ê ê nó này có. Hả? Con lươn. Không phải con lươn hay là cái con gì đó em gặp. Đen đen bự lắm. Lươn nhờ. Ồ cái sặc quá trời luôn. Vô, không nhận mấy cái này như vậy mà chạy ta. Nó đơn giản ha. Ừ. Vậy kiếm ăn lắm mọi người, ở quê mình vậy kiếm ăn. Vậy kiếm ăn. Mà nếu mà đừng có ai bò què thì nó được nhiều, còn mà bò què là thua. Anh mười đừng bươi là không sao. Anh mười đừng bươi không sao. Anh mười không bươi là không gì hết trơn. Có ăn hoài hoài vậy đó. Rồi, mọi người có ăn thì lại đổ ít cá ăn thôi nha. Vậy. Cho mình xin lại cái này nha. Vậy hả? Đừng lấy tội nghiệp nhỏ. Thấy có chuyện vậy chứ. Anh nghĩ tới bước đó luôn mọi người. Anh Nhiên đi với Điệp cũng hợp à, cả nhà. Ấy cái con gì đó anh? Mù nỉa. Con này hả? Mù nỉa. Con này bùa, anh nói lạ nè, vui em. Đặc sản à. Gì? Đặc sản đó. Đặc sản hả? Ừ. Em cầm không được ta. Đây đẹp nha. Có chỗ bán tới 5k một con đó nha. Nhiêu? 5.000 con. 5.000 con hả? Ừ, không rẻ đâu hen. Vậy đó hả? Bán ký thì nó tới Ê con lươn ra nè anh ơi. Ê ngồi vô. Ê ngồi đi rồi. Ê nè. Rồi. Ê rồi. Rồi. Ôi ơi, nó nói chuyện có mù nỉa luôn ấp tay 200g. Không xin rồi. Nuôi nái đi. Nó thiệt tình. Nuôi nái. Con nói chuyện không à. Tới còn chuyện thiệt cái nha. Vài bữa em cứ lại đây em vô nữa đi anh. Điệp lo dụng về lo cầm cái con không à, bởi vì em nó ủa cái con gì nó bò với giò em nhộp. Trời ơi. Ra là con nương. Em nói cái con gì bò nhộp, em hết hồn em dở cái giò em lên. Trời ơi, đứa con gắn hả? Hai thằng ủa cái tay này là cái tay bóp lờ thế nó thì có. Trời ơi, hai thằng mà chụp gì đâu á. Chụp cá gô chắc là chụp hay à. Anh có từng chụp cá gô chưa? Cá Vinh nè. Vậy? Cá Vinh hả? Có không à? Có. Cá gô mà có gì đâu, không dám chụp. Không chuyện đi chứ. Ôi nhóc hết trơn luôn rồi. Anh Nhiên ơi, đi chơi rồi đang quay cho cả nhà xem cái con bùa niễn. Con này làm chế biến cái món gì? Rang nước mắm hả? Nướng ngon lắm. Rồi để nguyên con gì như gì nó đây hả? Đâu có mần cả. Vậy đó hả? Bẻ hai cái giò. Ừ. Bẻ hai cái cánh, lặt luôn cái đầu, rút cái ruột ra. Vậy đó hả? Đây nha. Ngon ha. Đã không? Nó đặc sản dùng miền. Nó bún nè. Bún đau lắm. Vậy đó hả? Ủa bún kìa. Ờ vô. Gặp lại cái lạp nữa nha. Ồ, trên cái đầu gan, cái đầu vô vậy đó hả? À, nước sừng đỏ đàng hoàng, có làm dấu. Nước sừng đỏ đàng hoàng ha. Đi lươn em tức quá và tức luôn. Thôi kệ. Ấy đi cho nó ngủ mấy con khác lại. Rồi thôi đi tiếp cả nhà ơi. Ôi ơi. Mấy kia là bay ơi vô đây vui lắm. Vậy đó. Nó vậy nó kêu mấy kia là bay ơi chỗ này vui lắm. Là đi chơi vui lắm. Vậy đó. Ừ. Thả nó đi. Trời ơi. Vậy nó sẽ kêu mấy kia là bay ơi đây vui lắm. Đó. Hai. Mình sẽ năm cho mọi người. Cá ở đây là con nó không có được bự nha. Thì cả nhà cũng cũng biết á là cá bẻ chầu với cá liêu thia thì con nó không được bự. Nên con cá sặc cũng ba lớn. Cái bẻ chầu là ba lớn là ở gần này cũng ba lớn bự, có con bự hơn. Đó. Nhưng cá này là cái loại nó là con không có bự nha. Giống như cá đồng tông mình nó mình vậy đó. Thôi, để ốp máy. Qua chạy cá luôn đó nha. Thấy chưa? Con nắng hả? Lo giấu người ta biết quên luôn mọi người. Cái gì? Lo giấu đi giấu người ta mà biết quên luôn. Không nhớ đặt chỗ nào luôn. À cái dấu mà đừng đi của anh em đi săn bắt á hả? Mình đi đặt mình sợ người ta lấy mình giấu á. À. Cái gì cái kiểu mà dương đông mà kích tây mà đi mà đánh lạc hướng á hả? Đây. Rồi xong. Rồi ngập rồi. Chìm ẩm nó rồi. Chìm ẩm rồi anh ơi. Rồi có con gì không?
Ui chìm mà cả nhà ơi, chìm ẩm rồi. Trời ơi, nó quên mấy con đó nè. Cái vậy? Nó quên nó luôn. Vậy đó hả? Nó mới chết không? Mới ngủ mà. Thôi cái này. Khủng quá mọi người. Biết nói thì. Rồi con lương mà chán luôn. Bự hả? Lương nhất. Trời ơi. Vì là cái khu này có lương với có rắn nhiều lắm anh. Tức mình. Giấu thằng chợ mà hại cái bản thân mình. Cái vậy? Sao? Giấu thằng ăn trộm mà hại bản thân mình. Giấu thằng ăn trộm mà hại bản thân mình. Thôi vậy mai mốt mình đặt trống trống ngoài đi cho nó lấy. Nó lấy rồi chửi vô vô mới không tội lỗ miệng. Chửi vô vô không tội tội cái lỗ miệng. Anh này anh cũng biết chuyện quá ha nha. Chửi vô vô. Chửi vô vô cho tội lỗ miệng. Vậy anh Hiên anh Nhiên anh cũng hiền. Nói chung là anh coi cũng hiền. Đặt cái này nói chung là mình đặt kỹ nha, thì nó đỡ có bị hao hụt mình mà tại vì nó không thấy thôi chứ. Nó mà thấy rồi cũng còn không còn được cái kinh rồi mọi người, nó lấy không được, còn được đường mương rồi nè, cao lên nữa anh ơi. Anh biết sao nó vô quá, nó vô quá đầu con cá nó quậy rồi gà hạ anh bẻ nhánh chầm đi xuống đi, nó quậy đung đưa đó, rồi bắt đầu nó bị tuột cái cọng dây xuống. Hay là anh quắn cái cọng dây làm đôi chéo quăng một cái nữa, đúng rồi, nó như vậy đó là nó cứng, nó không bị tuột. Còn mình chồng xuống cái chỗ kia là nó tuột á, nó quậy con cá nó vô nó quậy nó tuột con dây. Rồi ok rồi đó anh. Ok rồi. Hai con lươn. Được hai con lươn cả nhà ơi. Này thắt. Thắt thủ nhiều quá. Gà trống nè. Lương này bự nha, lương 2 lạng rưỡi. Hai lạng rưỡi ít đi rồi, cái cuối cùng rồi nha, hết hả vậy? Hết rồi cả nhà ơi, 5-6-7 cái gì đó vô mấy cái cũ rồi đó. Hồi rồi chuyến ghe quay thành quả cho cả nhà xem cái quên được cái thùng luôn rồi. Bữa nay nó ngủ nhiều quá trời rồi, bụng cũng tay chân rồi. Trời ơi, sao em ngủ hoài mà em không. Giờ thảy cái vỏ lên sao cho nó trống trống chỗ rồi. Anh bắt mấy cái con lươn đi, em quay cái úp thành quay thành quả một cái cho cả nhà xem một cái luôn. Thảy lên sao hết trơn đi. Ok đó. Lươn gắn gì đâu. Ngồi đằng trước mũi đây, kéo cái vỏ này lại chỗ khác anh em, em cầm này lên kia đi. Kéo này lại sao đây. Đó, ấy đổ cái canh xăng. Nó biết đã không? Em thấy nó đã cũng quên. Thôi biết ngon. Vậy bữa con mày vậy? Rồi đâu? Thành quả đâu? Quay cho cả nhà xem đây. Cái. Đây, đổ ra một cái hết. Bông súng. Mình không có đường đổ ha. Đổ ra một cái ha. Ừ, đổ cái gì này một cái đi. Cho cả nhà xem. Cái này là không phải gắn nha, cái cọng dây dù nha nha. Đây, một lịch xuống. Này. Gắn nước, gắn chung. Đâu. Xương, vô đây. Rồi đâu cầm một số gắn đi lên với đó coi. Đây nè. Ba con gắn râu. Cầm hết cái tay vô một tay coi. Đó, rồi cầm Nó ngủ có nhiêu đây à mọi người? Hả? Nó ngủ có nhiêu đây. Ảnh nè cả nhà, đây nè. Thật. Thôi nó uổng. Uổng thiệt. Giấu thằng trộm hại bản thân mình, thiệt cái tình. Thứ gì chịu nổi thứ này không? Giấu thằng trộm mà hại bản thân mình. Ôi cả nhà ơi, cái này có phản vòng vòng con tính con gắn đồ luôn, vòng vòng có phản cả ký ngoài đó cả nhà. Mà con gắn không là chơi ký mấy vậy đó. Rồi thêm mấy nữa. Rồi đâu? Cái bọc kia có phản nhiêu? Như tính hết gắn là phản 2 kg rồi ha, hơn ạ. À. Hơn 2 kg. Đây gần có ký rồi. Ừ, đó. Ở đây chứ cũng không đựng ký chứ khoảng 7 lạng à. Ừ, 7-8 lạng. Với cộng vô cái này khoảng cái mấy nữa như là. Con này ký nè. Con này hơn ký cái chắc luôn. Con này hơn ký nè. Hơn ký chắc. 2-3 con này được mấy lạng nữa nè. Có 3 con này khoảng 2 lạng nữa nè. Ừ. Rồi đâu, còn cá đâu? Ở đây, cả đây. Dỡ này lên. Nói chung là cá dụng không à cả nhà ơi. Cá dụng vòng vòng khoảng chừng nửa cái lô, hơn nửa cái lô cá gì đó. Bọt bèo luôn à. Ừ. Ê, có lương như này nó là quên đó. Ừ, có lương nữa. Hay. Ừ.
Con lươn, con nương. Con lươn nữa. Đó, cái này là tại vì anh giọt miệng anh nói gì? Đi kiếm bảy chầu về kho khô hả? Ừ. Đó thì thầy có bảy chầu về về kho khô rồi đó. Giờ này mặc sức kho khô ăn luôn mọi người ơi. À, lươn mấy con luôn tới. Cá cũng bự nha. Lươn nhiều lắm nè. Nói chung anh em trải nghiệm đi, đi gần vậy đó. Thôi video của đứa đẹp này nói chung vậy đó. Thì đẹp cũng đã chỉ ăn chút đến quý ông bà của dì chú bác anh chị á. Con buổi tối xem biết đẹp luôn gia hạnh phúc nha. Giờ đẹp nói là chia tay. Đẹp bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Clip sau tới gì? Đi thăm gì? À, mình tới tiếp theo mình thăm cửa ngục. Thăm cửa ngục hả? Ờ, có người đặt lú, mình kêu đặt đú mà mọi người. Đú hả? Ờ, đặt đú. Quên. Không phải là lú. Mấy toàn là gắn này gắn không độc không nha. Rồi thôi đi up máy.